Theo thông tin từ Ban Quản lý Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vào 8 giờ sáng ngày hôm nay, 16 tháng 1, tại km 124+950 hướng Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến một người bị thương. Cụ thể, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 29C-69082 di chuyển đến km số 124 đã tự ý quay đầu, dẫn đến xe khách mang biển kiểm soát 18B-02372 đâm vào. Cú tông mạnh khiến nhiều người trên xe khách hoảng loạn. Hậu quả, lái xe tải trọng thương, bất tỉnh, sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lái xe và hành khách trên xe khách không bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải lao sang phần đường đối diện bị hư hỏng phần đầu, xe khách cũng bị hư hỏng phần đầu, nhiều kính xe ô tô khách bị vỡ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại khu vực phường Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container mang biển kiểm soát 29C-51662 di chuyển theo hướng đi sao đỏ. Khi vượt do thiếu quan sát đã đâm vào xe container khác đi chiều ngược lại, sau đó đâm tiếp vào xe ô tô 4 chỗ. Rất may sau vụ tai nạn liên hoàn, hai tài xế chỉ bị thương nhẹ, ba phương tiện hư hỏng nặng. Thưa quý vị, để Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tạm thời cấm xe tải, xe khách lưu thông ở hơn 20 tuyến đường trên địa bàn thủ đô. Theo đó sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách hợp đồng từ 24 chỗ trở lên lưu thông trên 25 tuyến đường có xe chở các đại biểu đi qua, đặc biệt trên các tuyến đường quanh khu vực trung tâm hội nghị quốc gia, trừ các phương tiện phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết khắc phục sự cố. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, khi gặp các xe được quyền ưu tiên, đang tín hiệu, ưu tiên phải đi làm nhiệm vụ khẩn trương nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải theo chiều đi và dừng hẳn nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin giá thuê tàu container tăng gấp 10 lần, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc tăng giá thuê tàu và container. Phó Thủ tướng giao hai bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để có các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa trước tình trạng tăng giá thuê tàu và container. Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo về chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa gia tăng do hiện tượng tăng giá thuê tàu và container. Theo đó, từ tháng 10 năm 2020, một số doanh nghiệp xuất khẩu đã có phản ánh về tình trạng giá cước tàu biển tăng gây khó khăn trong việc đặt thuê tàu và đặc biệt là tìm tàu container rỗng để đóng hàng. Cụ thể, nhiều chủ hàng trong ngành thủy sản, nhựa và gỗ phản ánh hơn 3 tháng nay giá thuê container rỗng liên tục tăng. Từ mức ban đầu chưa tới 1.000 đô la Mỹ trên một container 40 feet, nay đã đội lên 8.000 đô la Mỹ, thậm chí 10.000 đô la Mỹ trên một container 40 feet đi thị trường Anh, tức là tăng mức giá lên tới 10 lần. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chỉ huy Chính phủ Trương Hòa Bình về cuộc họp để cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thu gọn các đầu mối của các đơn vị trực thuộc, khắc phục tình trạng chồng chéo bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến hiện đại đối với ngành đường sắt. Cùng với đó, cần rà soát việc hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn theo hướng chuyên môn hóa, tiến tới tách riêng vận tải hàng hóa khỏi vận tải hành khách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nâng cao năng lực cơ khí để đảm bảo cơ khí ngành đường sắt phải làm chủ động công nghệ mới đóng toa tàu xe, đầu máy, hạn chế phụ thuộc vào nước ngoài để đóng góp giảm giá vận tải hành khách. Ngoài ra thì cần nghiên cứu việc nâng cấp các tuyến đường sắt liên vận tới Trung Quốc để triển khai vận tải liên vận quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ghi nhận đề xuất 6.770 tỷ đồng nguồn ngân sách nhà nước tham gia dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Thủ tướng, dự án dài 53,7 km với điểm đầu kết nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua thành phố Biên Hòa, điểm cuối giao với đường vành đai thành phố Bà Rịa, quốc lộ 56.
Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, quy mô 4 đến 6 làn xe, chiều rộng nền đường 24,75 đến 34,5 m tùy theo từng đoạn. Tổng công ty đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 là 19.012 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 9.115 tỷ đồng, chi phí giải phóng là 5.985 tỷ đồng. Đề xuất cơ sở, địa phương và ý kiến bộ ban ngành liên quan, Thủ tướng có văn bản giao cho Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan có thẩm quyền rà soát, cập nhật trình tự Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện dự án Metro 1 đã đạt 81% tiến độ và đang được thi công khẩn trương để sẵn sàng hoàn thiện đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất. Đoạn ngầm Metro số 1 dài 2,6 km gồm 3 gầm kết nối trực tiếp với ga Ba Son, đoạn gần ngầm dài 781 m là nhà H thành phố, quy mô 4 tầng. Hiện khối lượng thi công nhà ga H thành phố đạt 90%, cách đó 515 m là ga Bến Thành với vai trò là nhà ga trung tâm, tương lai kết nối với các dự án metro khác. Hiện ga Bến Thành đạt khoảng 82% tổng khối lượng. Điểm nhấn của dự án là ga ngầm Ba Son nằm trên đường Tôn Đức Thắng phía ven sông Sài Gòn quận 1. Công trình dài 240 m, rộng 34 m, sâu 17 m với 2 tầng ngầm. Tầng 1 gồm khu sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí phát tự động, phòng hướng dẫn thông tin, dịch vụ thương mại. Tầng 2 là sân ga, nơi tàu dừng đỗ để trả đón khách. Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư là 43.700 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 20 km có 14 nhà ga, gồm 3 nhà ngầm và 11 ga trên cao. Toàn bộ dự án hiện khoảng 81% và thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm nay. Thưa quý vị, lát đá vỉa hè từ bao lâu nay luôn là câu chuyện dài chưa có hồi kết, được người dân quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều quan tâm đến chất lượng để tránh sự tốn kém và lãng phí. Chỉ sau 1 cho đến 2 năm, nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên ở các tuyến phố Hà Nội, gạch đã bắt đầu vỡ nát và xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều tuyến phố khác lặp lại điệp khúc đào lên, lát mới. Điều này khiến cho dư luận hoài nghi về tính thực tế, sự lãng phí của việc lát đá vỉa hè. Vì sao đá có độ bền lên tới 70 năm mà chỉ sau 2 năm bị bong vỡ và xuống cấp? Tại sao sự ồ ạt lát đá vào dịp cuối năm? Đằng sau câu chuyện lát đá vỉa hè còn nhiều ẩn số. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Sau phóng sự, bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại với những bản tin tiếp theo. Cam kết là đá tự nhiên, có độ bền đến 50 đến 70 năm. Và chỉ sau 2 đến 3 năm thì đây là kết quả. Nứt vỡ, bong chóc, đá vừa được lát nhưng đã bị xô lệch và xuống cấp. Kiểu cái cách làm ăn cầu thả của cái thi công là rất cầu thả. Đổ bê tông xong bắt đầu là nó khô là nó cho đá vào, nó giải xi măng, nó không biết mạch, không biết hết. Bập bênh và thay bao nhiêu lần rồi vẫn bị vỡ, mà nún xuống. Mà nói chung là cái thi công là rất ẩu. Thậm chí nhiều tuyến đường lát xong thì hệ thống điện nước, cáp ngầm lại đào bới mà không hoàn trả lại mặt bằng. Phải chăng việc quản lý sau lát đá vẫn chưa được quan tâm sát sao? Khi mà thực hiện dự án này, quận cũng đã giao cho ban dự án cũng đã chủ trì và đi kiểm tra khảo sát để muốn mà đảm bảo được cái kết cấu hạ tầng đồng bộ thì trong quá trình mà thi công vỉa hè. Tuy nhiên thì trong quá trình triển khai thì hoàn thành xong từ năm 2017 đến năm nay là năm 2020, thì trong 3 năm đấy thì có những cái sự thay đổi nhu cầu phát triển này, chẳng hạn như nhà kinh doanh, những khu đô thị lại phát triển thì làm tăng thêm phải cái áp lực về hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cái nhu cầu phát triển của khu vực, thì có những cái hiện tượng phát sinh trong cái thời gian đấy. Trong khi đó, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cứ đến hẹn lại lên vào dịp cuối năm, Hà Nội vào mùa lát đá vỉa hè. Người dân thủ đô lại tiếp tục chứng kiến một đại công trường lát đá. Dù biết chủ trương chỉnh trang vỉa hè của thành phố Hà Nội nhằm tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, phục vụ đời sống nhân dân thủ đô. Tuy nhiên, tất cả người dân đều quan tâm đến chất lượng để tránh sự tốn kém, lãng phí và vấn đề ô nhiễm môi trường. Nói chung là khi bắt đầu làm một công trình gì nên có một cái kế hoạch nó đồng bộ
và để cho cái việc chi phí nó không bị tổn thất, nó không bị tốn kém và cái chất lượng sản phẩm rất là tốt và thuận lợi cho người dân được hưởng những cái quyền lợi ưu đãi của xã hội và nhà nước. Liên quan đến câu hỏi tại sao quận Hai Bà Trưng lại ồ ạt lát đá vào dịp cuối năm, phải chăng đây là dịp để giải ngân cho hết vốn? Công tác đầu tư bị vướng hai nội dung, một là có thời kỳ, một thời điểm tương đối dài là tạm đình hoãn, tạm giãn cách theo chỉ thị của Thủ tướng cũng như chỉ thị của thành phố Hà Nội. Thứ hai, công tác đầu tư có một nội dung liên quan đến công tác quản lý chi phí. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định số 68 về quản lý chi phí thì dẫn đến cái việc mà Bộ Xây dựng ban hành các thông tư hướng dẫn. Do vậy là quận cũng như các cơ quan khác, hệ thống đầu tư khác cũng đều phải tạm dừng một thời gian trong công tác đầu tư để gọi là nghiên cứu áp dụng điều chỉnh lại các quy định về quản lý chi phí.